Đây là cặp Victor, cặp Sony, súp hơi Samsung. Mình sẽ ghép vào cái dàn 4.1 này của Panasonic, cái mã là SAPTX7. Trong một cái clip khác mình đã up trên YouTube là mình đã nói về cái đầu 4.1 này rồi. Rất là hầm hố, rất là nhiều cổng đồ chơi, và bản thân của nó có một cái ổ cứng HDD 80GB trong nó, rất là tiện lợi, rất là hiện đại. Thì các bạn có thể xem lại ha, xem lại clip đó. Trong clip này thì mình sẽ ghép cặp Victor này, cặp Sony này với cái súp này để mà chơi nhạc trên cái đầu 4.1 này. Do là cái đầu 5.1 này, cái ngõ output á là nó chơi ở cái kháng trở là 8 ohm, cho nên là mình bắt buộc mình cần phải đấu nối tiếp từng cặp lại với nhau thì nó mới ra là 8 ohm. Cặp Victor này á là mình xem nè, nó là 4 ohm, mỗi cái loa là 4 ohm. Thế thì mình cần phải đấu nối tiếp lại với nhau thì nó sẽ trở thành là 8 ohm. Cái cách đấu nối tiếp thì cũng rất là đơn giản. Đây, ví dụ đây, cái dây âm của cái loa này sẽ nối vào âm của loa này sẽ nối vào cái dây dương của loa kia. Đây, âm của loa này nó sẽ nối vào cái dây dương của cái loa kia, và cái dây dương của loa này sẽ đấu vào cái dây dương của nguồn nhạc, và cái dây âm của cái loa bên đây sẽ đấu vào cái dây âm của cái nguồn nhạc đó. Đấu nối tiếp là như vậy. Đây, nói rõ nó lại ha. Đây là cái dây nhạc nè, cái dây từ cái đầu âm ly, đúng không, 5.1 đúng không. Thế đây là dây dương nè, dây dương, và đây là dây âm. Rồi, dây dương của cái nguồn nhạc nó sẽ đi vào dây dương của cái loa này. Rồi dây âm của cái nguồn nhạc nó sẽ đi vào âm của dương này, của loa này. Thế thì cái dây dương của cái loa này đấu vào dây âm của loa này. Đó, đơn giản chưa. Thành ra là đấu nối tiếp nó sẽ tăng kháng trở thành 8 ohm, thì chơi phù hợp với cái, sẽ tương thích với cái đầu 4.1 này. Đây là cái cặp Victor, chơi nhạc rất hay. Cái lo bass của nó là 10, nhưng mà chơi nhạc nó đánh cái âm rất là sâu, rất là chắc, âm rất là chắc. Và cái model của cái này là, đây các bạn thấy không, SPUXA70MDWK Victor, hàng nội địa luôn, hàng nội địa của Nhật, sản xuất tại Nhật đúng không, hàng chữ Nhật không. Và cái cặp Sony này cũng vậy, cặp Sony này mình không biết là nó là mỗi loa là bao nhiêu ohm, tại vì tra thông tin trên mạng không thấy cặp này, chỉ thấy duy nhất một cái hình, một cái thông tin về cái mã này thôi. Mã của nó là SS Sony SSVX7, thì trên mạng mình chỉ thấy một cái súp cũng cái mã này luôn, cũng cái mã y chang này luôn, nhưng mà nó là một cái không phải súp mà là nó một cái loa chung, gồm có 4 cái loa trong đó, thì nó không giống như cái cặp này đó. Rồi, không biết là bao nhiêu ohm ha, không biết là bao nhiêu ohm, trong này nó không có ghi, và công suất cũng không ghi luôn. Thế thì mình thường thì nó sẽ 6 ohm hoặc là 8 ohm, cũng sẽ là 4 ohm, nhưng mà mình sẽ đấu nối tiếp lại cũng y như cặp Victor này. Âm của cái loa này sẽ đấu vào nguồn nhạc, đây nguồn nhạc nè, vào đây nha, dây âm của nguồn nhạc, còn đây là dây dương của nguồn nhạc đó, và dây
cái cọc âm, cọc dương của cái loa này đấu vào cọc cọc âm của loa này. Đây, hai cái dây này, cái dây này. Thấy không? Đó, vậy này. Đó là nối tiếp rồi. Rồi. Còn cái súp này đấu bình thường. Súp này đấu bình thường. Mình nghe thử cái tiếng nhạc ha. Bài khác ha. Bài này của Hồng Nhung. Chất âm rất là tốt. Chất âm của Sony và Victor rất là tốt. Tiếng rất là sáng, thanh. Loa này gồm có hai đường tiếng nha, hai đường tiếng chép và bass đây, chưa gỡ ra lần nào nha. Súp hơi đánh rất là lực, súp hơi đánh rất lực. Bass 16 thôi, bass chỉ 16 thôi, đánh rất lực.